Rồi ok ha, thì hôm nay ha mình xin tiếp tục ha cái series Kratos Tutorial của chúng ta. Đó là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm nhân vật mới từ ngoài vào ha. Có nghĩa là xuất phát từ cái nhu cầu này nè các bạn. Nhiều bạn cũng gửi cho mình những cái ha thắc mắc và những cái khó khăn trong quá trình làm phim ha. Đó là các bạn có những ý tưởng rất là mới, rất là hay ha, nhưng những nhân vật mà Kratos Animator cung cấp cho chúng ta thì không đủ và nó không phù hợp với những gì mà các bạn sáng tạo ra, cốt truyện của các bạn ha. Thì điều đó hạn chế rất lớn cái sự sáng tạo cũng như ha, cái sự lôi cuốn của bộ phim mà các bạn mang lại cho độc giả. Dĩ nhiên là các bạn cũng có thể ha, tùy biến những nhân vật có sẵn của Kratos Animator theo nhiều cách khác nhau ha, bằng cách thêm phụ kiện cho họ ha, bằng cách ha, kết hợp những cái bộ phận này với những bộ phận của nhân vật khác, quần áo của nhân vật này với quần áo của nhân vật khác ha. Nhưng đó cũng chỉ là mình nghĩ là có cách tạm thời thôi các bạn, nó cũng không hoàn chỉnh ha. Vì thế hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn là thêm một cái nhân vật mới từ ngoài vào, và nhân vật đó là do chính các bạn sáng tạo qua luôn bằng những cái phần mềm vẽ đồ họa vân vân, các bạn sáng tạo ra, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để đưa cái nhân vật đó vào và hoạt động như một nhân vật mà Kratos Animator cung cấp sẵn cho chúng ta ha. Thì vào những ngày đầu năm mới thì mình cũng xin được chúc các bạn an khang thịnh vượng ha, gặp nhiều may mắn trong công việc cũng như học hành. Thì đối với Kratos Animator của chúng ta thì mình cũng mong muốn rằng ha, trong năm mới thì các bạn cũng sẽ ủng hộ kênh của chúng ta nhiều hơn ha, bằng cách share, like, view vân vân nhiều hơn, để kênh chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai ha, và sẽ trở thành một cái ha, một nơi tuyệt vời để cho các bạn trẻ đam mê yêu thích phim hoạt hình có thể tự tìm hiểu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau và để làm nên những bộ phim hoạt hình tuyệt vời nhất mà mình có thể tự làm được ha. Và qua đó mình cũng phát triển lên được những cái kỹ năng ha, về đồ họa của mình vân vân. Thì mình cũng giới thiệu cho các bạn là như thế này ha, để thêm vào nhân vật, thêm nhân vật cho Kratos Animator của chúng ta. Vì mình có hai cách các bạn, mình có hai cách ha. Cách thứ nhất mình sẽ giới thiệu với các bạn trong video clip lần này, đó là cách mình thêm vào nhân vật, thêm Kratos Animator của chúng ta. Đó là một nhân vật hoàn chỉnh ha, một nhân vật hoàn chỉnh mình sẽ gọi đó là một nhân vật hoạt hình ha, mình tạm gọi đó là một nhân vật hoạt hình. Còn cách thứ hai mà mình sẽ hướng dẫn các bạn trong video clip tiếp theo, đó là ha, thêm nhân vật ha, thêm nhân vật con rối ha, có hai loại ha, một là nhân vật hoạt hình và hai là nhân vật con rối. Và đối với nhân vật hình thì các bạn sẽ tốn thời gian lâu hơn ha, tỉ mỉ hơn, chăm chút hơn, chi tiết hơn, nhưng kết quả các bạn có được sẽ là một nhân vật tuyệt vời ha, hoàn hảo, có thể gọi là hoàn hảo và giống chính xác những gì mà Kratos Animator cung cấp cho chúng ta, đó là nhân vật có sẵn của họ, giống y chang như vậy luôn. Còn đối với cách thêm thứ hai, đó là cách thêm theo kiểu con rối ha, thì hiệu quả vẫn có nhưng ha, nó sẽ không bằng cái cách mà các bạn thêm nhân vật hoạt hình, bởi vì đó là cách thêm kiểu con rối. Ưu điểm của nó sẽ rất là nhanh, cực kỳ nhanh chóng luôn, các bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian đâu. Đối với cách đó thì các bạn có thể thêm rất là nhanh và các bạn có thể làm ngay cái project của bạn luôn ha, không cần phải tỉ mỉ đâu ha, nhưng hiệu quả nó không cao bằng cái cách mà thêm bằng nhân vật hoạt hình ha. Thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu các bạn cách thêm nhân vật hoạt hình ha. Nhân vật hoạt hình đó là cách chính thống, mình có thể gọi là cách chính thống ha. Rồi thì đầu tiên mình sẽ có một nhân vật hoạt hình các bạn ha, thì các bạn sẽ nhận được ha những nhân vật hoạt hình mà mình chuẩn bị ha, để các bạn thêm vào project của các bạn, hoặc các bạn chỉ đơn giản lấy về và thực hành ha. Thì các bạn có thể tìm thấy ha, ở trên ha, thư viện Kratos Animator của chúng ta ha, mình sẽ update lên ngay lập tức ha, các bạn có thể lấy về ha, các bạn có thể lấy về và sử dụng ha. Đây là nguồn thư viện phụ kiện background cho Kratos Animator của chúng ta ha các bạn ha. Và để các bạn tiện theo dõi hơn thì các bạn cũng có thể vào trong web chính thức của mình, đó là kiều.vuanhtu.com. Ở đây mình sẽ có đầy đủ tất cả những video clip cũng như là những cái hướng dẫn, những cái lưu ý ha, những cái lưu ý trong từng cái kỹ năng, trong từng cái kỹ thuật, trong từng cái phương pháp mà mình hướng dẫn cho các bạn. Trong các video clip mình sẽ trình bày ngắn gọn ở đây, cũng như là tóm tắt những cái kỹ năng mà các bạn sẽ học được trong video clip mình cũng đều ghi ở trong web này. Và đây là trang web chính thức của mình, các bạn có thể lên đây ha, xem ha, cũng như comment vân vân, hỏi các vấn đề mà các bạn gặp khó khăn vân vân các thứ ha các bạn ha. Là web chính thức của mình kiều.vuanhtu.com, hoặc các bạn cũng có thể lên kênh channel của chúng ta, đó là Kratos Animator. Thì ở đây thì các bạn cũng sẽ có được những video clip của mình ha, tất cả video clip của mình sẽ update lên đây hết ha, và các bạn có thể comment trực tiếp ngay phía bên dưới của video clip và mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất ha. Và ngoài những video clip mình thực hiện ra, mình còn tập tổng hợp thêm những video clip
của những người khác ha, đó là những người thực hiện những cái tutorial trên KTalk ha, có tiếng Việt và cả tiếng Anh ha, ở đây rất là nhiều và mình đã chọn lọc rất là kỹ ha. Ở đây những kỹ thuật nâng cao, các bạn muốn nâng cao thì các bạn xem những việc clip tiếp theo ở đây ha. Rồi thì ha, mình sẽ bắt đầu, mình phải có một nhân vật các bạn ha, mình phải có một nhân vật, và đây mình đã chuẩn bị sẵn trên một Photoshop của mình ha. Và để hoàn thành nhân vật này mình mất khoảng hơn 1 tiếng các bạn ha, nhìn đơn giản vậy thôi chứ lúc mà vẽ thì cũng khá là phức tạp và khá là mất thời gian ha. Thì nhân vật này thì mình đã update lên trên CreateTalk Animator Library của chúng ta, các bạn có thể download về và trực tiếp thực hành theo những gì mình hướng dẫn ha. Rồi thì như mình một số bạn cũng đã hỏi mình ha, thì để tạo một nhân vật thì mình có thể sử dụng rất là nhiều phần mềm đồ họa cũng được, bất kỳ phần mềm nào, thậm chí các bạn có thể dùng Microsoft Paint ha, phần mềm Paint có sẵn trong Windows, nghĩa là các bạn có thể vẽ được một nhân vật như thế này là được rồi, gồm có đầu mình tay chân ha, đó là một nhân vật chuẩn của chúng ta, đầu mình tay chân là nó ha, là nó thể hiện rõ ràng như thế này các bạn ha, rất là dễ để thêm vào. Hoặc các bạn có thể lên mạng thì các bạn thấy một số nhân vật thì họ có những cái góc nhìn khác nhau, những cái góc mà họa sĩ vẽ khác nhau, tay chân họ không thể thẳng phẳng phiêu như vậy, không để xuôi như vậy ha, mà họ có những cái cử động tay chân thì cái đó mình rất là khó thêm các bạn ha, mà rất là khó thêm, thêm được nhưng mà rất là khó, và khi thêm vào rồi thì nó cũng không có chuẩn các bạn, khi mà cử động á nó không có chuẩn. Thì để mà chuẩn nhất thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một nhân vật như vậy, đó là gì, đầu mình tay chân mắt mũi miệng ha, tất cả mọi thứ đều phải rõ ràng và đều phải tách rời ra, nhau ra như thế này các bạn ha, tay thì xuôi xuống, chân thì ha rõ ràng tách biệt nhau như thế này thì rất dễ để thêm vào. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay ha, nhưng mà mình lưu ý các bạn một điều như thế này ha, thì hôm nay mình hướng dẫn các bạn là thêm nhân vật vào cho Creator Animator của chúng ta ha, nhưng các bạn cũng phải cần một số kỹ năng bên Photoshop các bạn ha. Thì hôm nay video này mình không chuyên về các phần kỹ năng bên Photoshop ha, vì thế một số kỹ năng Photoshop mình sẽ đi nhanh, mình hướng dẫn mình sẽ nói như thế thôi, thì mình sẽ đi nhanh, mình không đi chậm vào những kỹ năng bên Photoshop. Thì mình sẽ có 2 trường hợp xảy ra nếu như các bạn nào đã rành Photoshop rồi, quá tốt các bạn ha, các bạn có thể thực hiện nhanh chóng cái bước này. Còn nếu bạn nào vẫn chưa chưa rành về Photoshop, mình đề nghị các bạn thứ nhất là nên lên mạng YouTube tìm hiểu về ha, cơ bản thôi các bạn ha, những sử dụng Photoshop cách cơ bản là như thế nào ha, để các bạn có thể nắm rõ được cái bước đó, và khi mình nói thì các bạn hiểu được ngay ha, các bạn không mất thời gian vào Photoshop thay vì tập trung vào Creator Animator, đúng không các bạn ha. Thì mình sẽ đi chậm phần này ha, mình sẽ đi chậm phần này bởi vì đây là phần quan trọng ha. Còn nếu như các bạn nào mà ha cũng có cơ bản về phần đồ họa rồi thì mình sẽ đi những cái bước bên Photoshop, các bạn sẽ dễ hiểu thôi, mình không đi nhanh đâu ha, đi chậm thôi. Nhưng mà Photoshop bên đây thì mình cũng nói các bạn biết là cái nút này có chức năng gì ha, cái nút này có chức năng gì mà để làm gì ha, thì trong giới hạn của chúng ta để chúng ta tạo nhân vật thôi chứ mình không giới thiệu sâu ha. Ví dụ cái nút này có 10 chức năng, mình chỉ nói một chức năng liên quan đến cái phần đồ họa nhân vật của mình thôi ha các bạn ha. Rồi thì mình đã có nhân vật ở đây các bạn ha, đó là mình nên khuyên các bạn là file chúng ta là file PNG các bạn ha, là cái nền trong suốt như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc đưa nhân vật vào các bạn ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mở Creator Animator lên ha, đây là Creator Animator của chúng ta. Đầu tiên thì các bạn cần phải có một nhân vật sẵn các bạn ha, các bạn vào phần Actor Character các bạn ha, và vào phần Comic cho mình ha. Rồi sau đó các bạn sẽ chọn cho mình một diễn viên ha, bất kỳ một diễn viên nào mà các bạn thích. Rồi ok, mình sẽ chọn cô bé này đi. Rồi mình đã có một nhân vật các bạn ha, mình đã có một nhân vật. Ok, tiếp theo các bạn click vào nhân vật này các bạn ha, các bạn click sẽ có cái hình chữ nhật bao xung quanh nhân vật ha, đó là thể hiện các bạn đã chọn nhân vật. Và sau đó các bạn vào phần này cho mình ha, Character Composer có nghĩa là biên soạn lại nhân vật, tùy chỉnh nhân vật. Rồi trong cái cửa sổ này các bạn ha, đây là nhân vật của chúng ta ha, gồm có tất cả những bộ phận. Thì ở đây cái cửa sổ làm việc chính của chúng ta sẽ là cửa sổ này các bạn, Skin ha, Skin Layer ha. Thì khi các bạn click vào cái bộ phận nào trên cơ thể của này ha, thì tương ứng nó sẽ có cái vùng chọn ở Skin ha, chẳng hạn như các bạn Nose là cái mũi, các bạn click vào cái mũi thì cái lỗ mũi sẽ được chọn ha. Left ear cái là cái lỗ tai bên trái, các bạn click vào thì cái lỗ tai bên trái sẽ được chọn ha. Đây là tất cả những bộ phận của cô gái này ha.
Và mình sẽ giới thiệu các bạn cái nguyên tắc làm việc của Claire Trapp Animator ha. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là các bạn có một cái bức tranh, một nhân vật hoàn chỉnh như vậy, đó là quá tốt, ổn rồi ha. Nhưng nếu mà các bạn insert trực tiếp cái cô bé này, cái nhân vật này vào Claire Trapp Animator, chắc chắn là sẽ không được ha. Bởi vì cái nguyên tắc hoạt động của Claire Trapp Animator đó chính là ghép nối các bạn ha, là ghép nối. Các bạn hình dung như thế này các bạn, đó là một cơ thể con người, một nhân vật cũng chính là một con người ha, và một con người thì sẽ có những cái bộ xương ha, và Kratos Animator cũng đang hoạt động dựa trên cách hoạt động những phần trong cái bộ xương đó ha. Và mình thêm nhân vật vào đó là chính là mình thêm cái phần da thịt cho bộ xương thôi các bạn, chứ không có gì mà cao siêu cả ha. Mình thêm phần da thịt thôi, thì đây mình đã có sẵn cái phần da thịt cho bộ xương đây rồi nè, các bạn thấy không ha. Và lát nữa mình làm các bạn sẽ hiểu hơn ha. Ok, chúng ta sẽ vào phần thứ nhất ha. Đầu tiên thì mình sẽ ha, thay thế cái bộ phận đầu tiên. Ok. Face, mình sẽ thay thế bộ phận đầu tiên là face ha, khuôn mặt ha. Đầu tiên mình sẽ thay thế phần khuôn mặt trước. Các bạn click chọn vào phần face ha, và sau đó mình vào ha, bên đây. Thì phần face thì mình nói cho các bạn biết là phần face chính là phần khuôn mặt ha. Và phần khuôn mặt ở đây mình sẽ đơn giản hóa cho các bạn hiểu, dễ hiểu luôn, đó sẽ bao gồm cái phần tóc của mình luôn ha, trong phần tóc của mình luôn. Còn bên Creator Talk của chúng ta sẽ chia ra cái phần face này sẽ là một cái phần riêng thôi các bạn thấy ha. Head ở đây và face đây chỉ là những cái ha, hình dạng của khuôn mặt thôi ha. Còn mình thì mình sẽ bao gồm cái phần tóc luôn, tóc của cô bé này luôn các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì ha, mình sẽ đi nhanh ha, bởi vì phần này không quan trọng, mà quan trọng là cách mà các bạn thêm phần tay, phần chân như thế nào ha, những cái phần hoạt động khác. Bởi vì phần tóc rất là ít khi hoạt động, như các bạn thấy là trong những phim hình chúng ta ha, thì phần tóc thì đa phần là nó đứng yên, nó theo khuôn mặt của mình luôn ha, thì mình sẽ nhanh với phần đó. Mà nếu các bạn đã thêm phần tay, phần chân được rồi thì phần tóc hoạt động tương tự ha, mình sẽ rút ngắn thời gian cái phần đó ha các bạn ha. Ok, rồi phần face của chúng ta ha, đây là phần face chúng ta ha, gồm có ha, tóc luôn ha. Rồi đầu tiên thì các bạn phóng lớn lên ha, với Photoshop thì các bạn nhấn Ctrl và nhấn chữ phím cộng ha, các bạn đè Ctrl và nhấn phím cộng là chúng ta sẽ phóng lớn cô bé này lên. Sau đó các bạn nhấn phím Space, cũng là phím dài nhất trên bàn phím của các bạn đè phím đó, thì con chuột của chúng ta sẽ lập tức chuyển sang hình bàn tay các bạn ha. Và các bạn kéo ha, kéo lên kéo xuống, kéo trái kéo phải tùy các bạn ha, kéo xuống cái phần làm việc của chúng ta thôi. Rồi ok, các bạn buông Space ra ha, thì đây là phần làm việc của chúng ta các bạn ha, mắt mũi miệng ha. Thì phần face chỉ bao gồm là cái hình dạng khuôn mặt và tóc thôi, còn mắt mũi miệng thì không cần các bạn ha, mình sẽ thêm vào cái phần khác ha. Rồi đầu tiên mình sẽ xóa mắt mũi miệng đi các bạn. Vì sao? Bởi vì khi mình xóa mắt mũi miệng đi thì cái phần face mới lộ ra ha, vào trong Photoshop ha. Để xóa cái phần mắt mũi miệng đi thì có nhiều cách, thì mình sẽ chỉ các bạn cách nhanh nhất ha. Các bạn sẽ vào công cụ này cho mình ha, thì mình đang xài bản CS4, thì có thể các bạn sẽ xài cái bản khác ha, CS5, CS6 hoặc là CS3, CS2 gì đó không quan trọng ha. Các bạn vào cái phần này cho mình, công cụ này mình gọi là công cụ Eyedropper Tool ha. Các bạn click vào cho mình, sau đó các bạn click vào phần da của nhân vật. Thì ở đây các bạn click vào thì nó sẽ hiện cái màu da nhân vật ở ngay cái chỗ này các bạn ha, chính xác ngay chỗ này luôn. Ok ha. Rồi tiếp theo mình sẽ vào cái này các bạn ha, Rectangle Mask Tool, nghĩa là vùng chọn hình chữ nhật. Các bạn kéo một vòng cho mình ha. Nếu mà các bạn kéo sai đi, chẳng hạn các bạn kéo vậy là sai ha, các bạn nhấn Ctrl D, giữ Ctrl và nhấn phím D để xóa cái vùng tròn đi. Chúng ta kéo lại ha, kéo vừa đúng mắt mũi miệng các bạn ha. Sau khi kéo xong các bạn ha, vừa đúng mắt mũi miệng ha, các bạn nhấn Alt Tab, các bạn đè Alt Tab và nhấn phím Delete cho mình ha. Thì chúng ta sẽ xóa đi, có nghĩa là cái phần này là chúng ta chọn hình chữ nhật, và sau đó chúng ta đổ cái màu của nhân vật lên, xóa cái mắt mũi miệng đi ha. Các bạn tiếp tục nhấn Ctrl D. Rồi tiếp theo mình sẽ vào một công cụ khác, đó là công cụ ha, Magic Wand Tool, có nghĩa là công cụ chọn thần kỳ ha. Mình dịch sao sát nghĩa luôn mà thật sự cũng thần kỳ, bởi vì đây là sử dụng những cái thuật toán riêng của Photoshop để chọn những cái pixel màu giống nhau ha. Ok, thì bây giờ các bạn sẽ nhấn vào ha, vùng chọn của nhân vật của chúng ta ở đây. Absolutely ha, rất là tuyệt vời ha. Hiện đây mình đã mức 5, thì cái mức này càng cao thì có nghĩa là cái vùng chọn mà những cái màu mà gần giống nó thì Photoshop nó sẽ càng dễ chọn hơn, và càng thấp như là mức 5 hiện tại của mình
thì nó sẽ càng ít chọn hơn ha các bạn ha. Rồi hiện tại các bạn thấy còn hai cái lỗ tai mình chưa chọn này, mình chọn luôn các bạn ha, hai lỗ tai mình chọn luôn ha. Bạn nhấn shift ha, các bạn nhấn shift ha thì cây gậy của chúng ta sẽ ra dấu cộng và các bạn click vào cái phần đó ha. Đó, và ở đây thì chúng ta sẽ chọn cái face thôi, chúng ta chưa chọn tóc ha, và theo mình thì mình nên chọn tóc luôn, mình lướt phần này luôn ha, bởi vì phần tóc thì nó cũng không quan trọng lắm trong việc cử động của nhân vật ha. Và nếu như các bạn đã biết thêm phần tay phần chân rồi thì sau này các bạn thêm phần tóc cũng rất là dễ dàng, không vấn đề gì cả các bạn ha. Ok, mình thêm phần tóc luôn ha. Thì như các bạn thấy những cái vùng viền ha, những cái viền chạy chúng ta nó sẽ bao quanh tóc đây tới phần cổ ha, và tới phần ha, bao quanh hết những cái phần này ha, rồi face của chúng ta. Rồi ok ha, rồi chúng ta đã chọn được rồi. Thì tiếp theo các bạn nhấn vào File và chọn New. Thì các bạn biết là hôm nay mình phải đi nhanh ha, đi nhanh phần này, bởi vì clip của chúng ta rất là dài và mình sẽ đi nhanh phần Photoshop, bởi vì nó không quan trọng lắm ha. Các bạn chỉ việc làm theo thôi ha, không vấn đề gì cả, rất là đơn giản và cơ bản ha. Thì chúng ta mở New lên ha, sẽ có một cái bảng hội thoại như thế này ha. Các bạn nhấn vào mình, nhấn cho mình ha, 800 nhân 800 ha, mình chọn một cái độ phân giải như vậy để vừa ha, vừa. Rồi các bạn click OK ha, sẽ mở ra một cái file mới ha, 800 nhân 800. Sau đó các bạn click vào phần này ha, các bạn nhớ là vẫn để vùng chọn như thế này các bạn ha, thì mới có tác dụng ha. Các bạn click vào công cụ đầu tiên cho mình luôn ha, đó là công cụ Move Tool ha. Các bạn click ở đây ha, các bạn kéo qua cái tab này, các bạn thả xuống ha, mình nó có một cái gọi là cái khuôn mặt rồi ha, mình đã có một cái gọi là cái khuôn mặt rồi. Ok ha, đây là khuôn mặt của chúng ta. Các bạn nhấn Ctrl T ha, giữ Ctrl và nhấn phím T, các bạn sẽ có một cái hình chữ nhật bao quanh. Tiếp theo đó các bạn nhấn phím Shift ha, Shift, và sau đó các bạn đưa đưa cái mũi tên lên phía góc và kéo ra ha. Mục đích để giữ phím Shift thì có nghĩa là chúng ta giữ cái ha, độ cân bằng, có nghĩa là không có vùng nào mà nó bị xéo, cũng không có vùng nào mà nó bị dài quá hay là ngắn quá. Phím Shift ở đây sẽ giữ cho chúng ta cái sự cân bằng ha, sự cân bằng của cái những cái chi tiết của bộ phận của nhân vật ha. Chúng ta kéo vào giữa các bạn ha. Ha, các bạn click vào cái background luôn ha, Ctrl background, và sau đó các bạn nhấn ở đây ha, tự động canh giữa cho mình ha. Rồi, hiện tại thì mình đã có ha, mình đã có được cô bé này rồi, cái phần mặt cô bé này rồi. Thì bây giờ tiếp theo mình sẽ khử nền các bạn ha, mình phải khử nền ha. Bởi vì nếu mà các bạn để như vậy, các bạn thêm vào, tự nhiên nhân vật chúng ta sẽ có cái viền trắng ở đây. Ha, những cái viền trắng đây chúng ta khó thêm, khó xài lắm các bạn, rất là xấu ha, phải khử nền đi ha. Các bạn vào cái layer cho mình ha, tab layer đây, các bạn background, các bạn click double vào, double click vào cái background này ha. Thì các bạn sẽ được hỏi new layer và bạn nhấn ok, không vấn đề gì cả, tự tin vào ha các bạn ha. Rồi nó sẽ biến thành cái layer ha, và khi đã thành cái layer rồi, các bạn chỉ việc nhấn xóa đi, nhấn delete đi các bạn ha. Thì các bạn sẽ thấy sau khi nhấn delete xong, chúng ta chỉ còn một cái layer nhất, đó là layer của layer nhân vật ha. Thì ở đây sẽ ra những cái hình vuông ha, hình vuông trắng đen như thế này, nghĩa là các bạn đã làm chính xác rồi các bạn ha, các bạn chính xác rồi đấy. Rồi các bạn nhấn save ha, nhấn save as, save as. Các bạn chọn desktop đi ha, cho dễ. Các bạn tạo cái folder mới ha, như là nhân vật các bạn ha, nhân vật. Rồi sau đó các bạn ha, sổ xuống và các bạn chọn cho mình định dạng PNG ha. Và đây là quan trọng các bạn ha, phải là PNG mới được nhé. Nếu mà các bạn chọn JPEG thì cái bước khử nền của chúng ta vừa rồi không có tác dụng, cái là khi các bạn thêm vào CreateTalk thì chúng ta vẫn có cái viền trắng như thường. Chỉ có định dạng PNG là Portable Network Graphic thì nó mới khử nền cho chúng ta thôi các bạn ha, các bạn nhớ chuyện này ha. Thì ở đây mình sẽ đặt là một đi ha, một đi. Rồi các bạn save vào, nhấn OK. Rồi thì mình vừa ha, mình vừa tạo cho các bạn một cái gọi là cái face, cái khuôn mặt của nhân vật ha. Thì cái face này mình bao gồm cả tóc và lỗ tai luôn. Bởi vì sao? Bởi vì phần tóc và phần lỗ tai thì ít khi nào mà cử động, và khi mà cử động thì nó cũng theo cái phần face, khuôn mặt thôi. Nếu các bạn muốn chi tiết hơn, các bạn có thể tách ra phần tóc riêng, phần face riêng ha. Thì cách tách như thế nào thì mình có hướng dẫn nãy giờ ha, và mình sẽ hướng dẫn tiếp theo cho các bạn, thì cái phương pháp cũng tương tự, không có gì khó cả. Rồi tiếp theo thì mình sẽ qua Create Talk Animator các bạn ha. Ở đây mình có phần face của nhân vật đây ha, face của nhân vật. Các bạn click vào và sẽ có cái vùng chọn ha, hoặc cửa sổ Layer Face ha, sẽ có cái ha, vùng chọn như thế này, và các bạn yên tâm và các bạn đã làm đúng ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào menu bên trái cho mình, đó là Sprite Editor, các bạn click vào đây
À, nhớ là phải chọn khuôn mặt trước nha các bạn. Thì cái menu này nó mới có sẵn cho chúng ta chọn. Còn nếu không nó sẽ đen lại, nó không chọn được. Phải nhớ là chọn phần face trước các bạn ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có gì? Phần head của nhân vật ở đây. Ha, đây là phần head. Ha. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Replace ha, nhấn replace. Và chúng ta chọn ha, đây là cái phần mình đã làm trước đó ha, mình làm trước đó rồi. Thì bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn lại để làm như thế nào. Đây chúng ta có nhân vật đây, đây cái phần của chúng ta lúc nãy ha. Các bạn open nó ra. Đấy. Bạn open nó ra thì chúng ta sẽ có được ha. Đây là insert cái của chúng ta vào ha. Rồi các bạn chỉ nhập viên close. Rồi, ở đây à khoan các bạn nhấn lại ha, các bạn mở lại sprite ha, các bạn chọn lại ha. Rồi, ở đây thì các bạn ha, kéo cho nó nhỏ xuống. Ha, kéo cho nó nhỏ xuống. Rồi, ok. Cái vậy là được ha, các bạn nhấn close lại ha. Rồi thì các bạn thấy đây sẽ là rất là lẫn lộn. Và đây là cái cảnh mà mình không mong muốn ha, không mong đợi các bạn xem cảnh này. Cũng như quyền phương kinh dị vậy ha, nhưng mà các bạn yên tâm, phải có xấu rồi mới có đẹp trước các bạn ha. Xấu trước rồi mới đẹp sau, cái gì cũng vậy cả. Thì cái sự lẫn lộn này như thế nào các bạn? Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Triệt tiêu cái sự lẫn lộn này đó là vì sao? Đó là phần tóc của nhân vật cũ vẫn còn, mà phần tóc của mình đã bao gồm cho cái phần face luôn rồi nên mình không cần cái phần tóc đó nữa. Hai, các bạn chỉ đơn giản là tìm trong cái skin này và xóa đi cái phần tóc đó thôi các bạn, không vấn đề gì cả. Ha, đây là black hair ha. Các bạn nhấn delete. Ha, xóa đi ha. Chọn xong rồi nhấn delete. Đây right sao vậy phải. Các bạn có tìm cái nào mà có chữ hair là được các bạn ha. Phone hair ha, tóc trước các bạn nhấn delete đi ha. Rồi, bây giờ tới mắt mũi miệng ha. Mắt mũi miệng ok. Đây là hai con mắt của chúng ta ha. Thì chúng ta thêm vào tiếp ha, thì chúng ta tiếp tục là phân rã cái nhân vật này ra. Ha, mình nói đây là phân rã các bạn ha, phân rã ra. Rồi, bây giờ mình nhấn Ctrl D ha và bây giờ mình nhấn rồi, ok, chúng ta qua Photoshop ha. Mình phải hướng dẫn các bạn Photoshop luôn. Phải phòng trường hợp những các bạn nào mà chưa làm quen Photoshop thì mình cũng biết cách ha. Thì lúc nãy là mình xóa mắt mũi miệng rồi các bạn, nhưng bây giờ mình muốn lấy lại thì như thế nào ha? Thì cũng có cách đấy ha, có cách đấy thì cũng giống như cái phần mềm mình đang sử dụng thôi, đó là Ctrl Z là undo lại ha, cách nhanh nhất ha. Nhưng trong Photoshop thì hai các bạn nhấn Ctrl Z thì chỉ được undo một lần thôi, các bạn nhấn tiếp thì nó sẽ trở lại cái trạng thái mà mắt mũi miệng nó bị mất như thế này ha. Trong Photoshop các bạn phải nhấn ha Ctrl Alt Tab và nhấn Z ha. Các bạn tiếp tục ha, nhấn Z cho tới khi nào ha mắt mũi miệng lòi ra. Đây. Các bạn nhớ ha, Ctrl Alt Tab và Z. Các bạn nhấn cho tới khi nào mà các bạn cảm thấy ok các bạn buông ra. Tiếp theo đó các bạn nhấn Ctrl D ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta qua cái phần bên đây ha. Ở đây cái layer nãy của chúng ta ha, chúng ta thêm một layer mới bằng cách nhấn vào cái nút này ha, không vấn đề gì cả, các bạn chỉ cần nhấn thôi, đừng suy nghĩ gì nhiều ha. Sau đó các bạn chọn lại cái phần nãy chúng ta thêm vào đấy các bạn, cái phần face đấy các bạn nhấn delete đi ha. Rồi, tiếp theo mắt mũi miệng ha, thì mắt mũi miệng là như thế này các bạn tiếp tục vào cho mình cái phần gọi là phần Magic Wand, nghĩa là công cụ chọn thần kỳ ha. Các bạn click vào con mắt ha, bất kỳ con mắt nào cũng được, các bạn click vào nó sẽ có cái vùng chọn bao quanh nó. Tiếp theo các bạn nhấn vào công cụ Move Tool cho mình ha. Rồi, đó cũng y chang lúc nãy, các bạn lấy con mắt qua đây ha, bỏ ở đây. Tiếp theo các bạn nhấn Ctrl T và các bạn kéo cái mắt nó to ra. Các bạn nói ừ, nếu mà cái mắt to nó sẽ bể, đồng ý với các bạn là nó sẽ bể như thế này, nhưng mà các bạn yên tâm ha, khi mà mình đưa vào Creative Talk thì cái kích thước của nó đó, các bạn ha, cái kích thước của nó không quá to như vậy đâu, nhưng mà mình muốn nó to như vậy để làm gì, để mà khi nào mà để khi mà ví dụ mình muốn to thì nó vẫn có thể to được, còn nếu các bạn để nhỏ quá thì lúc mà các bạn vào Creative Talk các bạn bấm to nó sẽ bể ha. Cái mẹo của chúng ta là vậy ha, các bạn cứ bấm to cho mình to hết cỡ luôn ha. Thì cái nãy của mình là 800x800 mà cũng đâu có nhiều lắm đâu, không có lớn lắm đâu ha, bấm to hết luôn đi, không vấn đề gì đâu các bạn. Rồi nhấn Enter ha, chúng ta có con mắt rồi ha, save lại thôi. Các bạn vào PNG ha, nhấn hai, ok. Rồi, thế là chúng ta đã có con mắt ha. Trong phần Creative Talk này cũng giống như cái phần thêm nãy ha, các bạn chọn vào con mắt ha và các bạn vào phần Sprite Editor cho mình ha. Đây là tất cả những con mắt ha. Thì như mình đã nói các bạn ha, các bạn muốn chi tiết
các bạn muốn đẹp thì các bạn phải bỏ thời gian ra, có nghĩa là về phần con mắt không thôi đó là cũng rất nhiều trạng thái ha, và đây là tất cả những cái trạng thái của con mắt ha. Bởi vì nếu mà khi các bạn xong cái nhân vật nào đó thì mà các bạn cho nó cử động, cho các bạn cho các cảm xúc vào thì các bạn buộc phải cung cấp cho nó những cái dữ liệu này, những cái dữ liệu về trạng thái của con mắt, chẳng hạn như con mắt buồn thì sẽ như thế nào, con mắt giận sẽ như thế nào, con mắt nhắm lại sẽ như thế nào, các bạn phải cung cấp hết. Còn đây mình chỉ ha, nhân vật của mình chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn, đơn giản như vậy thôi để mình hướng dẫn tutorial cho các bạn theo nhân vật như thế nào thôi ha. Còn chi tiết như thế nào thì các bạn phải tự tự thực hiện ha ha. Hiện nay mình chỉ tutorial cho các bạn là con mắt mở bình thường ha, mở bình thường có nghĩa là normal ha, kiểu này thôi. Sau này các bạn thêm nhân vật vào thì ngoài việc mà các bạn có một nhân vật hoàn hảo hoành tráng ra thì các bạn phải thêm chi tiết ha, những trạng thái của con mắt như thế nào các bạn ha. Rồi thì mình sẽ nhấn replay các bạn ha, replace và chọn con mắt của mình ha. Các bạn chỉ việc nhấn no, có nghĩa là họ hỏi là như thế này, bởi vì họ có rất nhiều trạng thái con mắt ha. Mà bây giờ mình thêm chỉ có một thôi thì họ hỏi là bạn có muốn ha sử dụng cái trạng thái của bạn, trạng thái con mắt của bạn đấy cho tất cả những trạng thái còn lại hay không. Có nghĩa là nếu mà bạn nhấn yes một cái thì sau này ha, mắt nhắm họ cũng lấy con mắt đó, mắt mở họ cũng lấy con mắt đó, mắt buồn họ cũng lấy con mắt đó, mắt vui mắt gì đó họ cũng lấy một mình duy nhất cái con mắt đó thôi ha. Thì đây đơn giản mình sao các bạn, thì ở đây trong cái hạng tutorial này mình sẽ nhấn yes ha, mình đơn giản thôi cho nó nhanh chóng. Còn còn nếu các bạn ha, các bạn làm cái creator project của các bạn thì các bạn sẽ nhấn no và họ sẽ apply một cái phần normal này thôi ha, một phần cái normal này thôi, và các bạn còn những cái trạng thái còn lại các bạn phải tự làm ha. Đó, sau khi nhấn yes thì họ sẽ apply tất cả những cái trạng thái còn lại bằng một con mắt duy nhất ha. Rồi tiếp theo đó mình chỉnh sửa các bạn ha, mình sẽ nhắc các bạn này điều này quan trọng ha. Khi các bạn thêm vào thì các bạn buộc phải chỉnh sửa cái kích thước của nó ha. Và nếu như các bạn close cái này đi, các bạn chỉnh sửa nó không hiệu quả đâu ha, nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Vì thế trước khi các bạn tắt cái này đi, các bạn hãy chỉnh sửa kích thước đi, chỉnh sửa kích thước rồi xoay ngang xe trái gì đó cho nó đẹp đi, rồi các bạn hãy close cái cửa sổ này lại ha. Rồi đầu tiên mình cho nó to ra cho mình dễ điều chỉnh ha, rồi sau đó cho nhỏ lại. Ok, tạm thời vậy đi các bạn ha, tạm thời vậy đi rồi mình nhấn close ha. Rồi tiếp theo con mắt bên đây cũng vậy luôn ha, left eye tương tự như thế. Là ok, các bạn cũng điều chỉnh kích thước lại ha. Ok, close. Rồi có một phần nữa là phần chân mày các bạn ha, eyebrow ha. Eyebrow thì ở đây mình nhân vật của mình ha, mình chuẩn bị là không có phần chân mày ha, bởi vì đây là một nhân vật đơn giản không có phần chân mày thì mình chỉ đơn giản là mình xóa phần chân mày cũ đi ha. Left brow ha, xóa đi. Đó. Rồi tiếp theo là lỗ tai ha, lỗ tai thì mình cũng đã ha, có trong cái face luôn rồi ha. Left ear ha, delete luôn. Tiếp theo là phần lỗ mũi ha, thì phần lỗ mũi mình cũng thêm tương tự như vậy các bạn ha, mình vào đây mình rã tiếp ra ha, new layer, xóa layer cũ đi ha, vào đây mình rã cái lỗ mũi ra, thì các bạn vào công cụ Maris ha, vùng chọn thần kỳ ha, cái lỗ mũi chúng ta có như đây thôi các bạn ha, đó các bạn click vào một cái kéo qua ha, đơn giản lắm các bạn, thao tác này các bạn thực hiện nhuần nhuyễn thì sẽ quen thôi và sẽ nhanh thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, kéo bự ra rồi enter ha, rồi chúng ta save lại thôi, png các bạn ha, nhớ ha, png 3.
Save. Ok. Rồi, chúng ta có cái lỗ mũi ha, và tiến hành đưa vào. Chọn lỗ mũi nha các bạn ha, nhớ chọn lỗ mũi trước, sau đó nhấn Sprite ha, Replace ở đây và nhấn Yes. Thì các bạn thấy những cái trạng thái còn lại của họ cũng là cái lỗ mũi y chang nhau, thì mình tự tin nhấn Yes. Nếu mà các bạn nào không theo kịp thì các bạn hãy xem lại video clip này hay nhiều lần để các bạn nắm được cái kỹ thuật ha. Cái kỹ thuật này quan trọng các bạn ha. Rồi, lên close đi. Cái lỗ mũi chúng ta nose, thì cái lỗ mũi này mình cũng đồng ý các bạn là nó cũng hơi giống cái miệng thiệt, nhưng không sao, khi các bạn thêm cái miệng vào thì các bạn sẽ thấy nó đẹp ngay ha. Rồi chúng ta sẽ thêm phần cái miệng ha. Rồi các bạn thêm layer mới luôn ha, xóa layer cũ đi, nhấn delete ha. Các bạn sẽ thành thục những cái bước này thôi, rất là đơn giản. Thì miệng chúng ta rất là đẹp ha, sơn môi đỏ luôn. Magic Wand, công cụ chọn thần kỳ, các bạn click vào nó một cái ha. Rồi sau đó các bạn nhấn Move Tool ha, kéo nó qua bên kia thôi, đơn giản thôi. Ghép nối từng bộ phận với nhau để tạo thành một nhân vật hoàn chỉnh. Kéo nó ra. À, ok. Rồi sao lại. Nhớ là PNG các bạn ha. Rồi, 4. Ok. Ok, chúng ta có cái môi rất là đẹp. Rồi chúng ta nhấn Replay ha, các bạn chọn vào Mouth. Mouth là cái môi các bạn ha, nhớ ha. Rồi nhấn Sprite. Ở đây rất nhiều kiểu môi các bạn ha, rất là nhiều, đây là nhân vật mặc định của CreateTalk mà. Họ rất là chỉnh chu trong cái phần này ha. Thì sau này các bạn xây dựng một nhân vật mà trong một cái project mà nó hoành tráng ha, thì các bạn cũng phải chi tiết như vậy ha. Thì khi mà các bạn đưa cảm xúc vào thì nó mới hay, nó mới đẹp ha. Rồi chúng ta Replay ha. Rồi cái môi của chúng ta. Yes. Ok, chúng ta có cái môi rồi ha, các bạn kéo to lên một xí. À. Và các bạn canh giữa ha. Ok, vậy đi. Nhấn close ha. Thì như các bạn thấy thì nhân vật chúng ta cũng tương đối hoàn thiện về phần khuôn mặt rồi, các bạn thấy không? Ha. Mắt mũi miệng ha, vân vân, anh thấy cũng khá là đẹp rồi. Thì bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ thay thế tiếp tục ha. Thay thế tiếp tục. Rồi, tiếp theo chúng ta vào cái phần ok, thế này rồi. Xóa. À, rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ tới cái phần này, phần upper. Phần upper các bạn ha, upper trong đây mình gọi là phần thân trên. Ha. Lower là phần thân dưới ha. Upper torso là phần thân trên. Thì phần thân trên nó sẽ phần nó bao gồm là gì các bạn, dưới phần cổ và trên phần rốn, các bạn thấy ha, trên rốn hay gọi là phần thân trên, từ phần cổ dưới phần cổ cho tới trên phần rốn gọi là phần thân trên ha. Rồi chúng ta tiến hành thêm. Đây, dưới phần cổ cho tới trên phần rốn là mình trong nhân vật mình thì đơn giản thì tới phần này các bạn ha, đơn giản thôi, không vấn đề gì ha. Thì để cái, thì các bạn có một cái khúc mắc ở đây nè ha, khi các bạn chọn ha, cũng dùng công cụ chọn thần kỳ ha, các bạn chọn phần thân trên đi, đây ha, các bạn nhấn shift luôn đó, phần thân trên, nhưng bị là gì, các bạn sẽ chọn luôn phần tay ha, mà phần tay là một phần cực kỳ quan trọng trong những chuyển động, các bạn không thể gộp vào như cái như mà lúc đầu mình gộp cái phần mặt với phần tóc vậy, bởi phần mặt với phần tóc là nó gần như là kết nối với nhau và phần tóc ít khi nào nó chuyển động ha. Còn nếu như các bạn gộp luôn cái phần tay với phần thân trên vào thì lát nữa các bạn nhân vật các bạn sẽ cứng đơ luôn, không chuyển động được, nhất là phần tay không chuyển động được ha. Thì các bạn phải tách cái phần tay ra khỏi khỏi cái phần thân ha. Thì đó là một kỹ thuật của Photoshop, thì mình sẽ giới thiệu các bạn luôn. Thì có rất nhiều cách
À, nếu các bạn nào đã học Photoshop rồi thì có rất nhiều cách. Nhưng hiện tại thì mình chỉ muốn các bạn là gì? Các bạn mà chưa chưa biết gì về Photoshop, các bạn có thể vẫn thực hành được cách đơn giản. Hai, đó là cách đơn giản nhất và nhanh nhất mình có thể nghĩ ra và mình hướng dẫn cho các bạn luôn. Hai, và dĩ nhiên phải hiệu quả chứ. Ở đây các bạn ha, các bạn sẽ thấy đây là phần thân của chúng ta. Thì phần torso là phần trên thì nó sẽ từ đây tới đây thôi. À, thì từ đây tới đây thôi. Thì đơn giản các bạn chọn là gì? Các bạn vào cái này cho mình ha. Vẫn chọn là laser không ha. Và phần brush. À, brush tool có nghĩa là cây cọ ha, cây cọ. Rồi, tiếp theo các bạn chọn cho mình ha, các bạn vào đây ha, cái chỗ phần brush ha. Brush ha, các bạn thấy số 9 ha. Các bạn kế bên số 9 cái mũi tên, các bạn click vào cái mũi tên. Các bạn chọn cho mình ha, cái là nhỏ hơn thì hay hơn ha. 6 đi ha, các bạn chọn mình cái chấm tròn số 6. Đặc biệt những các bạn nào có Photoshop ở nhà nhưng mà khi các bạn click sổ xuống thì các bạn sẽ không cái hình tròn. Ngay cái hình tròn đẹp đẽ như thế này mà các bạn sẽ ra những cái hình khác. Các bạn làm ơn vào đây cho mình ha. Nút cái mũi tên bên phải trên cùng, các bạn click vào thì sẽ sổ xuống những cái brush mà máy các bạn đã có sẵn. Hay chẳng hạn như các bạn không ra hình tròn đi, các bạn ra ba cái hình này. Ba cái hình này. Đấy, những cái hình mà nó ấy như vậy thì các bạn không nên hoảng hốt ha. Những cái bạn nào mà lần đầu tiên xài Photoshop đấy. Ha, thì các bạn cứ vào đây cho mình và các bạn chọn vào đây. Các bạn tìm những cái dòng ha, tìm những cái dòng có tên là Basic Brushes. Cái này những cái brush các bạn thôi. Và ok thì sẽ ra lại ha. Và đây là những kỹ năng Photoshop thì mình sẽ đi nhanh. Ha, các bạn chọn vào số 6 cho mình. Rồi, tiếp theo đây là một kỹ năng hay nè các bạn. Phóng to lên ha, Ctrl cộng ha. Thì các bạn chỉ cần ha, kéo lại ha, nhỏ xuống nữa đi. 4 thôi ha, 4 thôi. Các bạn chọn về cho mình ha. Ở đây thì chúng ta có màu da và màu trắng. Thì mình muốn là màu trắng thì mình ha, nhấn cái phím này. Chuyển qua chuyển lại ha. Trắng ở đây, màu hồng ở dưới. Hồng đây, trắng dưới, các bạn chuyển tới màu trắng ở đây lên đây cho mình ha. Còn nếu như các bạn không có màu trắng cũng chẳng có màu hồng mà một cái màu gì khác thì các bạn đơn giản nhấn vào đây và sau đó chọn vào màu trắng cho mình ha. Các bạn có màu này đi ha, kéo lên đây màu trắng vào cho mình và ok ha. Rồi, tiếp theo các bạn chọn màu laser này ha và các bạn kéo một cái đường cho nó đẹp một chút ha, cong cong cho nó đẹp một xí ha. Mình đang lấy phần thân mà, các bạn thấy cái đường cong không ha, các bạn nương theo đường cong đó cho mình ha. Các bạn kéo làm sao mà cho nó cong đẹp một xíu ha, cho nó tự nhiên, cái đường cong cho nó tự nhiên các bạn ha. Các bạn làm sai các bạn nhấn Ctrl Z. Ctrl Z thì các bạn làm lại sao mà cho nó cong đều mà đẹp nhất các bạn. Ha, cho nó cong đều đẹp nhất thì các bạn chọn ha. Đây là cách nhanh nhất rồi ha. Rồi, chẳng hạn như vậy đi. Ha. Và bên đây luôn, tương tự bên đây luôn. Ha, đó. Rồi. Thì lý do tại sao mình phải làm như vậy các bạn? Thì đó chính là ha cái công cụ vùng chọn thần kỳ của chúng ta. Vùng chọn thần kỳ của chúng ta nghĩa là nó sẽ chọn những cái màu mà nó gần với cái màu mà mình chỉ cho nó biết. Chẳng hạn như giờ mình kích vô cái màu nâu này thì nó sẽ chọn tất cả những cái màu mà nó gần với cái màu nâu này nhất, bao gồm cả cái màu của cái phần cánh tay này luôn, bởi vì hai màu này trùng nhau thì nó sẽ chọn. Đó là điều đơn giản các bạn ha. Thì mình phải chặn nó lại ha, chặn nó bằng cái phần màu trắng này, chặn nó lại ha. Các bạn sẽ thấy ngay đây. Là vậy các bạn ha, mình chưa kéo hết các bạn ha, mình kéo tiếp theo. Mình chọn lại cái phần brush ha. Mình kéo cho nó tới đây luôn. Ha, tại mình chưa chặn hết nó liên đới với nhau nó chạy qua được. Rồi. Các bạn chọn Magic Wand ha, các bạn lấn vào ha. Ok các bạn ha. Các bạn nhấn Shift ha. Đây thì cái vùng thân trên của mình đã được chọn một cách hoàn hảo. Nhưng bạn thấy ha, đã được chọn rồi đấy ha, rất là tuyệt, đúng như ý của mình rồi. Thì các bạn chỉ việc nhấn vào công cụ Move Tool thôi ha, Move Tool, các bạn kéo qua đây, các bạn bỏ vào đây ha. Đây là cái thân trên của mình, rất là hoàn hảo. Các bạn nhấn Ctrl T ha và các bạn kéo giãn nó ra, tiếp tục kéo giãn nó ra đấy. Rồi xong các bạn nhấn Enter ha, save lại. Nhớ là PNG nhé các bạn. Đây, số 5 đi. Sao? Ha, các bạn đã có phần thân trên rồi ha, các bạn chỉ việc thêm vào ha.
Các bạn chọn phần thân trên, tiếng Anh là Upper Torso ha, sau đó các bạn chọn vào Sprite Editor ha, các bạn chọn Replace, chọn vào phần thân trên của mình. Ok, rồi. Các bạn khoan cái đóng cửa sổ này ha các bạn ha. Các bạn chỉnh cho nó đẹp trước đi rồi hãy đóng cửa sổ nó lại. Còn để sao cho nó khít nó đẹp trước ha. Hãy đóng sau cũng được. Không vội. Đó. Ha, chẳng hạn như vậy đi ha, sau đó các bạn close lại đi. Rồi các bạn đã có xong phần thân trên ha. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo đến phần cánh tay ha, thì phần cánh tay nó không đơn giản như vậy các bạn. Cánh tay nó chia ra nhiều phần, ba khúc luôn các bạn thấy ha. Đây là phần bàn tay này, phần khuỷu tay và cuối cùng là phần cánh tay còn lại ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ thêm cái phần nó kết nối với cái phần mà ha, cái phần thân của mình trước, cái cánh tay này đi ha. Mình chỉ vậy, mình phân nhỏ nó ra thôi, mình qua đây mình phân nhỏ nó ra thôi. Mình thêm cái laser mới ha, sáng laser cũ này đi ha. Tiếp theo đó mình chỉ cần ha, cần trần trừ, có nghĩa là zoom ra, zoom out ra ha. Thì ở đây mình đã có sẵn ha, các bạn nhấn cần trần d ha. Bây giờ các bạn chia cánh tay này ra, cánh tay này hiện giờ mình đã cắt nó ra đây rồi, có nghĩa là nó tách biệt với phần thân trên rồi. Thì bây giờ mình chia nó ra khoảng phần giữa này nữa ha, khoảng phần giữa này nữa. Khoảng phần giữa nữa là được rồi các bạn ha. Các bạn chọn một công cụ brush cho mình luôn ha, nguyên giữ nguyên là màu trắng ha, màu trắng luôn. Rồi các bạn chọn ngay khoảng phần giữa giữa này ha, phần giữa giữa này đi ha. Các bạn đánh một cái vòng cung cho mình ha, cứ lấy ra ngoài đi các bạn, không sao hết, cứ lấy ra ngoài đi ha. Rồi đó, chẳng hạn vậy các bạn ha, cho nó đẹp. À, cứ lấy ra ngoài, các bạn cứ lấy cái brush quần ra ngoài đi, nó không ảnh hưởng gì cả. Rồi tiếp theo các bạn chọn vào công cụ ha, công cụ chọn thần kỳ, các bạn click vào đây. À, chúng ta đã có được cái phần thân phần trên. À, các bạn click vào công cụ Move Tool và kéo nó bên kia. Rồi, ha. À, bạn nhấn Ctrl T ha, kéo nó ra thôi. À, ghé nó to to ra xí ha. Rồi các bạn save lại ha, BNG các bạn ha. Ở đây thì số 6 đi. Rồi save ha. Rồi chúng ta đã có cái phần này rồi ha, thì mình cũng không cần phải cắt lại thêm một lần nữa các bạn. Các bạn chỉ việc đối xứng nó qua lại thôi ha. Thì đây là cái kỹ thuật của Photoshop luôn, mình hướng dẫn các bạn ha. Thì các bạn vẫn chọn cái layer này cho mình ha. Các bạn vào phần Image Edit ha, và phần Edit các bạn chọn xuống cái phần Transform ha, và các bạn chọn là Flip Horizontal, có là quay quay ngược lại theo chiều dọc ha, là chúng ta có cái phần tay trên của phía đối diện rồi ha. Chúng ta không cần phải cắt lại lần nữa, tiết kiệm thời gian. Các bạn cũng save luôn ha, save luôn luôn BNG luôn. 6 hiện nay là 7 ha, 7. Ok rồi, qua Creator chúng ta thêm vào thôi. Replace. À, thì bên đây các bạn để ý ha, thì đây là cái cánh tay bên đây chúng ta là cánh tay trái ha. Thì các bạn phải thêm, chẳng hạn như cái này mới đúng nè. Các bạn ha, các bạn thêm đây là trật. Các bạn ha, các bạn phải nhớ cái chiều của cánh tay các bạn nữa ha. Thêm đây mới đúng nè, tại bên đây thì cái phần tay mình nó cong về phía bên đây, thì đây là cái phần tay mình chọn ha. Còn cái phần tay này là ngược lại, không phải là nó nằm phía bên đây. Ha, các bạn nhớ đến cái chiều ha. Rồi. Đó, bự như vậy đấy. Rồi, bạn kéo nhỏ lại thôi, không vấn đề gì ha. Bạn xây dịch cho nó một xíu ha. Xây nó một xíu cho nó phù hợp với cái vết cắt của mình lúc nãy.
Đấy, xe nó khớp. Rồi chẳng hạn như vậy các bạn ha. Rồi các bạn nhấn close đây ha. Rồi chúng ta thêm xong cái phần tay ha, thì các bạn thấy đây là có một cái vết ha. Có cái vết là cái vết ghép nối ha, không phải đẹp là do vì sao các bạn? Hay là do bên đây nè, mình cho cái phần màu trắng này nè ha. Phần màu trắng ở đây sẽ trắng là nó sẽ không đẹp ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái phần này luôn cho nó đẹp luôn ha. Các bạn chỉ nhập vấn nhấn vào đây, các bạn cứ để đi, cứ để đi qua đây mình chỉnh. Rồi, trước khi mà các bạn thực hiện, các bạn dời dời cánh tay này sáng đi ha. Trước khi các bạn dời cánh tay này ha, khi là các bạn có dùng chọn rồi ha, trước khi các bạn dời thì các bạn nhấn Shift F6 cho mình ha. Đây là cái feather selection, nghĩa là chúng ta làm cho nó mờ cái vùng chọn đi, có nghĩa là làm cho nó làm gọi cái gì ta, theo Photoshop á, thì cái cách này là làm cho cái chẳng hạn cái vết cắt của chúng ta đó ha, nó đừng có rõ ràng quá, nghĩa là mờ cái vết cắt đi, đúng rồi, mà gọi là mờ cái vết cắt đi ha. Các bạn hiểu đơn giản như vậy thôi, trong giới hạn của chúng ta làm phim hoạt hình thì chúng ta hiểu như vậy thôi, mờ vết cắt đi. Thì chúng ta ở đây chúng ta khoảng chọn khoảng 2 thôi các bạn ha, 2 pixel thôi, đừng chọn nhiều quá, lời khuyên của mình. Rồi sau khi các bạn nhấn enter, ok, xong các bạn kéo qua ha, thì bạn có đây ha, tiếp tục kênh T phóng bự ra. Đấy các bạn sẽ thấy nó cái phần riềng á, nó mờ 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 ha, đó là phần à, nó đã là mờ để vết cắt của mình, các bạn nhấn enter thôi, không vấn đề gì à, các bạn save lại thôi png. Rồi lúc nãy là mình cái phần này là kéo ở bên đây ha, số 6 ha, mình nhấn 6 save lại, save đèn nó luôn. Rồi tiếp theo mình lật lại ha, lật lại xong rồi save đèn lên cái kia luôn. Ra luôn. Rồi qua đây mình đẩy lại ha, qua đây mình đẩy lại, sprite lại ha. Đây các bạn ha, thì các bạn thấy ha, thì lúc mà mình khớp với nhau á, mình khớp với nhau thì nó vẫn còn như vậy, cái là vết cắt của nó vẫn còn ha. Thì như các bạn thấy trong Creator Animator, các bạn hãy học hỏi từ họ ha, thì ở đây nghĩa là họ không để cái đường viền, họ để cái màu thôi các bạn ha. Thì cái khớp nối với nhau á, họ chỉ để cái đường viền đây, tới đây cái họ mất cái đường viền, họ để cái màu ở đây thôi ha. Thì đó cũng là cái mẹo ha. Và mình cũng có một cái mẹo như thế này các bạn close đây ha, các bạn thấy là cái layer chúng ta left arm đúng không, các bạn để nó phía sau cái phần upper torso đi. À, các bạn kéo xuống ha, các bạn nhấn mũi tên move xuống ha. Rồi. Upper torso ha. Đó. Bạn sẽ thấy là nó mất đi ha, nó mất đi cái vùng trắng đi ha. Và bật cái này lên ha, thì các bạn điều chỉnh nó mới có tác dụng. Đó. Đó, chẳng hạn vậy các bạn ha. Rồi bằng close đi. Đó, các bạn thấy mất cái vùng trắng rồi, nghĩa là mình để cái thân này nó đè lên cái vùng trắng của mình ha. Để cái thân nó đè lên vùng trắng thì cái là cái laser thôi, các bạn có thể điều chỉnh những cái mẹo như vậy ha. Rồi tiếp theo thì mình đến cái phần ha, phần khuỷu ha, mình gọi là phần khuỷu ha. Tương tự các bạn ha, cũng thêm cái layer mới, delete layer cũ đi.
qua đây tới phần khuỷu ha, click vào ha. Rồi các bạn cũng nhấn Shift F6 ha, hai pixel Enter. Rồi mình bắt đầu cắt qua. Ok, để một xíu máy hơi chậm ha các bạn. Rồi, các bạn nhấn Escape đi. Rồi. Rồi các bạn nhấn vào đây lại ha, nhấn Ctrl T ha, kéo ra. Rồi. Enter nó đi ha, save lại thôi. Ở đây thì mình sẽ có số 8 ha. 8. Rồi save lại thôi. Rồi tiếp theo đó mình cũng lật lại các bạn ha, mình lật lại luôn. Mình làm một lần thôi, mình lật qua thôi. Save tiếp. À, thì ở đây mình có số 9. Rồi số 9. Rồi save lại. Ok. Ha, rồi bây giờ mình qua đây mình thêm ha. Thì bây giờ cái đó gọi là gì các bạn? Left ha. Left. Left frame ha. Left frame các bạn vào đây luôn. Replace. Ha, thì left thì mình chọn phần này ha các bạn, đúng rồi phần này. Đó, các bạn kéo nhỏ lại. À, đừng nhỏ quá. Các bạn cũng điều chỉnh cái độ dài của nó ha. Đó. Rồi. Và nhấn Close đây ha. Và cũng hiện cái mẹo chúng ta để cho nó phía dưới. À, phía dưới cái phần ấy đây ha. Thì các bạn thấy là chúng ta vẫn còn cái khớp nối ở đây các bạn ha, các bạn vẫn còn cái khớp nối ở đây thì chúng ta phải chỉnh Photoshop thôi ha, chúng ta không không cần phải làm thêm cái gì nữa ha, chỉnh Photoshop thôi. Ok, các bạn nhấn vào đây ha, mình sẽ chỉ các bạn luôn. Nhấn vào đây ha, mình chọn nó lại ha, sau đó mình vào công cụ Drop Eye ha, các bạn nhấn vào đây lấy lại cái màu của nó luôn, rồi bạn nhấn Alternate Delete ha, cho nó đè đậm lên luôn các bạn ha, đè đậm lên luôn. Rồi các bạn xem lại thử ha. Nè, xem lại bên đây ha, số 9. Ok. Rồi mình lật lại mình xem tiếp. Sao ha, rồi làm lại ha, left frame ha, replace bên nào đây, số 8 các bạn ha, chứ số 9 là sai ha, số 9 là bên ngược lại ha, số 8 mới đúng ha.
các bạn thấy thì nó vẫn còn cái đường trắng ha, nó vẫn còn cái đường trắng, trong khi đếm lại mình đã sao kỹ lại rồi ha. Vẫn còn đường trắng không mất nữa các bạn. Thì cái vấn đề này mình sẽ giải quyết sau ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Thì đó là cái cách mà mình chẳng hạn như là bên phần kỹ thuật Photoshop thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau ha, mình sẽ không đi sâu ở phần đó, mất thời gian các bạn thôi ha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau, mình có sẽ nhiều cách, chẳng hạn như mình bắt chước ha, mình bắt chước những cái bộ phận mà của nhân vật mẫu của chúng ta ha, họ họ xóa đi cái đường viền như thế nào đó, thì khi mình nghiên cứu lại thì mình sẽ hướng dẫn lại cho các bạn sau ha. Thì bây giờ mình trong giới hạn của video clip này thì mình không đi sâu về phần kỹ thuật của Photoshop ha, mình chỉ hướng dẫn các bạn thêm vào như thế nào thôi ha. Rồi tiếp theo chúng ta phải vào phần bàn tay ha, hand ha, left hand đây, nó đây, chúng ta vào Photoshop ha, thêm layer mới, xóa layer cũ, và đây là phần hand, và đây là cái phần hand chúng ta ha, bạn cũng nhấn cái này ha. Rồi các bạn kéo qua luôn. Đây, không to nữa ra. Thì cái phần hand này so với cái phần mà khuỷu tay á, thì màu nó khác nhau rồi. Các bạn không cần phải lo là nó có cái viền trắng nữa ha, các bạn cứ save bình thường thôi. Save vào ha, PNG. Ở đây là chúng ta có số 10. Rồi lật qua ha các bạn, lật qua xem tiếp. Mười một ha. Ok, chúng ta vào Sprite Editor ha và thay thế thôi, y chang những bước hồi nãy ha. Thì bên đây thì mình sẽ chọn bàn tay này ha, bàn tay này chính xác, yes luôn. Là phóng to nó lên ha. Nè, xoay nó lại, kéo nó xuống, phóng nhỏ nó lại. Đó, chẳng hạn như vậy các bạn ha. Rồi, phần close nó lại ha. Rồi tiếp theo ha, phần tay còn lại luôn. Thì các bạn yên tâm ha, cái phần mà mình chỉnh cái đường trắng này thì mình sẽ một clip khác ha. Thì cái clip này chắc là mình chuyên Photoshop hơn ha, bởi vì mình chỉnh cái đường trắng này cho nó mất đi ha, thì chuyên Photoshop. Nếu như các bạn nào mà có cái có kỹ thuật khác mà các bạn đã biết rồi thì các bạn ha, các bạn cứ sử dụng ha, miễn là mất cái đường trắng đó thôi. Còn bạn nào chưa biết thì mình sẽ ha, làm cái clip mà cái clip này sẽ chuyên về Photoshop ha, cách xử lý mất cái đường trắng đó như thế nào ha, các bạn nhớ đón xem ha. Rồi chúng ta chọn tiếp ha, right hand, right forearm, right arm ha, right arm. Rồi chúng ta chọn thôi, nãy mình đã làm rồi, replace. Right arm, đây số 7 các bạn ha. Các bạn ha, nhiều khi các bạn cũng phải tự trang bị cho mình những cái kiến thức ha. Chẳng hạn như ngoài Creator ra thì mình liên quan đến phần hai mình thích là phim hoạt hình, thì đây là một cái mảng về đồ họa, mảng về truyền thông, thì các bạn cũng phải trang bị cho mình những cái kiến thức ha, về những cái phần mềm đồ họa và truyền thông khác ha, để sẽ giúp cho bạn các bạn dễ dàng hơn trong việc tiếp thu ha những cái kỹ thuật mới, và khi mà các bạn gặp vấn đề thì cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn rất là nhiều các bạn ha.
chẳng hạn như vậy các bạn ha. Rồi các bạn nhấn close đây ha, và tiếp tục đến cái phần right frame ha, cũng như tương tự như vậy luôn, replace ha, xem cái phần nào phù hợp. Đây là phần phù hợp. Rồi ok. Tiếp theo phần hand ha. Cũng như vậy luôn. Ok. Yes. Ok. Nó xoay ngược lại ha. Phóng to lên ha. Ok, hiện giờ nhân vật chúng ta là bị hiện tượng là tay ngắn tay dài ha. Là phải chỉnh lại thôi các bạn, không có đề gì cả, chỉnh lại thôi. Tạm thời như vậy ha, các bạn thấy nó vẫn còn cái vết xước lên đây ha, đó là do trong quá trình cắt mà chúng ta chưa chuẩn ha. Thì đây mình chỉ hướng dẫn các bạn cách như thế nào để thêm nhân vật mới thôi, còn lúc mà các bạn biết cách rồi, các bạn thêm vào thì các bạn phải chuẩn những cái phần này ha, chẳng hạn chuẩn như cái tay bên đây nè thì cái vật các bạn sẽ đẹp hơn ha. Mình làm nhanh ha để hướng dẫn các bạn thôi. Rồi tiếp theo mình sẽ tới cái phần gọi là phần lower torso, là phần thân dưới ha. Phần thân dưới nghĩa là cái phần này ha, nghĩa là phần dưới rúng cho tới phần đùi ha, hoặc là phần thân dưới. Thì phần thân dưới của nhân vật mình đơn giản thôi, chỉ là một cái hình hình thang ha, có thể gọi là hình thang. Rồi đó các bạn chọn và kéo qua thôi. Cần trên T ha, cần trên T kéo cho nó bự lên. Đó. Xe nó lại ha, PNG ha, ở đây mình số mấy đây, số 12 đấy, các bạn thêm vào thôi ha. Sprite Editor, Replace, Trail. Hơi lâu các bạn ha, hơi lâu. Cái là kéo nhỏ nó xuống ha. Rồi, kéo cho nó vừa đủ vừa đẹp ha. Như vậy đi, như vậy là đẹp rồi. Rồi các bạn nhấn close lại ha.
Bạn còn đem nó lên trên thôi, không vấn đề gì. Đó. Rồi. Thì tiếp theo ha, tiếp theo phần chân ha. Phần chân thì mình phải có cái phần này các bạn, left. Thế đây, phần chân phải ha, chân phải của mình. Rồi. New layer, xóa layer cũ. Và phần chân. Ha, chân mình cũng đơn giản, mình chia làm 3 phần các bạn ha. Như lúc nãy thôi, mình vào cái phần là phần brush. Brush ha, chia chân làm 3 phần luôn. Thì phần này mình chia sẵn rồi, mình chỉ cần chia phần này thêm cái đường gạch nữa thôi là xong. Như đây đi các bạn ha. Còn cái màu này không phải màu này ha. Mà màu trắng thì nó dễ hơn, không vấn đề gì. Ha. Rồi, vậy đi, đơn giản vậy đi. Ha. Rồi, các bạn chọn vào nó ha. Kéo qua. Ctrl D phóng bự nó lên. Ha. Rồi, Enter, save lại. PNG 13. Save. Xong mình lật lại ha, lật lại. Đó. Save tiếp. 14. Đó. Rồi, qua đây thêm. Rồi, chúng ta nhấn vào phần này ha. Rồi, Replace. Thì cái phần đó thì mình sẽ đơn giản ha. Mình đơn giản thì đây. Phần này mình xem lại cái vết cắt của mình. À, cái vết cắt của mình là như vậy. Đây, thì cái này sẽ là bên trái, còn cái này bên phải ha. Mình kéo nhỏ lại các bạn. Hay mình kéo qua đây đi, mình làm cho dễ. Hay mình xem ha. Thì phần này tới phần này nó cũng nhỏ thôi. Ha, nó cũng không to lắm. Ha, mình ướm vậy nè. Ha, mình ướm vậy coi sao ha. Đó, mình ướm ướm vậy đó các bạn. Đó. Đó. Rồi ok, mình close lại ha. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo mình sẽ tới cái phần là left shin ha. Đây, khuỷu. Khuỷu. Mình vào tiếp. Chọn nó. Move. Ha. Đấy, đây. Đó. Save lại. PNG. Mình cho 15. Rồi mình cũng lật nó lại các bạn ha. Lật nó lại thôi.
Rồi, ha, bây giờ mình thêm ha. Left shank ha, mình thêm. Replace. Đây. Thì để coi mình xem là cái vết cắt của mình bên Photoshop ha, để mình xem coi là quyết định là bên nào mới đúng ha. Đây, nó xu hướng nghiêng bên trái. Đây, vậy là bên trái, nó xu hướng nghiêng qua bên trái. Đây, vậy là cái này mới đúng ha. Ha, còn cái close lại ha. Rồi tiếp theo mình sẽ qua bên phải. Đây, right click ha, chọn luôn. Replace. Đây, còn bên phải. Hơi chậm xíu đó các bạn ha. Ok. Thì mình sẽ nhắc các bạn ha. Thì lúc ngoài clip tiếp theo á, mình hướng dẫn các bạn là ha, thêm bằng cách là mình thêm nhân vật con rối á, thì chắc nó sẽ không lâu như vậy. Ha, rất là nhanh. Close. Right shank tiếp tục. Như các bạn đã hình dung ha, nãy giờ mình làm ha, thì các bạn sẽ có một cái góc nhìn là như thế này. Khi mình thêm một cách chính thống là mình thêm như vật hình á, thì Creative Talk sẽ họ đưa xem họ sẽ đưa ra chúng ta một cái mẫu là cái bộ xương ha, mình hình dung là cái bộ xương mẫu và mình chỉ cần thêm phần da thịt vào ha các bạn ha, thì mình sẽ có một nhân vật mới ha, mình theo cái bộ khung xương của họ, mình thêm phần da thịt vào ha. Còn tiếp theo video clip tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn á, là mình sẽ ha, mình có da thịt rồi nhưng mà bây giờ mình bắt bộ xương phải theo bộ da thịt của mình ha, rất là nhanh. Còn bây giờ là mình phải theo cái bộ xương của Ray Talk, nghĩa là thịt phải theo xương, đơn giản thôi, mình dân gian mình gọi vậy mình các bạn dễ hiểu ngay, như là cái xương của họ cái chuẩn, giờ mình lấy phần thịt của mình theo cái xương của họ gọi là cái chuẩn ha. Còn tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là gì, thêm thịt vô nhưng mà cái xương nó phải theo cái thịt, nghĩa là cái thịt làm chuẩn ha, nhanh hơn. Rồi tiếp theo ha, kéo này qua. Đó, các bạn thấy ha, cũng ok ha. Close. Tiếp theo là mình sẽ tới cái phần phần foot. Left foot ha, bên đây mình cắt tiếp ha, mình rã ra. New ha. Delete đi, rã ra tiếp. Nè, move tool cắt qua. À, ok. Sale. BNG.
17. Ok. Rồi mình lật nó qua bạn ha, mình lật nó qua lại. Rồi xem ạ. PNG 18. Ok. Rồi, qua đây mình thay thế ha. Sprite Editor ha, mình replay nó đi. Đây, thì theo đúng thì bàn chân này sẽ là bàn chân bên đây ha. Rồi, chúng ta kéo nhỏ lại. Đó, rồi các bạn ha, mình nhấn close thôi. Tiếp tục. Ha, bên đây. Thì phần này các bạn thực hành nhiều các bạn sẽ quen thôi, không vấn đề gì cả các bạn ha. Cái khó là mình vẽ bên Photoshop á, vẽ sao nhân vật cho nó chuẩn nó đẹp, rồi mình khử cái đường này thế nào ha, khi mình ghép vào nó sẽ không có cái đường này thì nhân vật mình tự động nó đẹp thôi ha, không vấn đề gì đâu các bạn. Bên phần Creator là không vấn đề gì cả, mình chỉ làm theo ha, làm theo cái một cái quy định của người ta như vậy mình làm theo ha, còn cái phần mà đẹp hay không là do mình bên Photoshop. Dạ, ok ha các bạn ha. Ha, mình vừa xong một cái nhân vật ha, từ ngoài vào luôn. Rất là đẹp. Ha, mình có thể gọi là một nhân viên văn phòng. Tùy các bạn gọi là một cô giáo. Nhưng rõ ràng thì là một nhân vật từ ngoài vào và mình đã thực hiện thành công ha. Và còn thêm một số lưu ý nữa, mình muốn nói các bạn là gì? Các bạn có thể thêm vào bất cứ nhân vật gì cho các bạn, nhưng nhân vật đó có đẹp hay không, chi tiết hay không là do các bạn. Ha, bởi vì Creator chỉ hiểu những gì các bạn đưa vào thôi, còn những gì các bạn không đưa vào Creator sẽ không tự sáng tạo vào được. Chẳng hạn như cô bé này, đây là một cái cô bé nhân vật ha, được vẽ từ một cái góc nhìn là nhìn thẳng, nhìn trực diện. Còn trong phim các bạn thấy nhân vật nó chạy nhảy bay nhảy lung tung gì đó thì cái góc nhìn nó phải khác ha, cái góc nhìn chẳng hạn nhìn một phía nhìn bao nhiêu độ đó thì cái nhân vật nó sẽ nhìn khác, thì các bạn cũng phải đưa vào thôi. Thì đưa vào như thế nào mình đã hướng dẫn rồi ha, đưa vào là các bạn đưa vào những cái ha, cái trạng thái, chẳng hạn như từng cái bộ phận nó sẽ từng cái góc nhìn, từng cái trạng thái khác nhau, thì tùy các bạn, tùy tùy cái yêu cầu của cái cốt truyện như thế nào mà các bạn thực hiện như vậy ha. Thì đây là nhân vật đơn giản nhất, mình chỉ hướng dẫn các bạn cách thôi, cái cách thôi. Còn mà để mà thêm vào nhân vật thật sự mà hoàn chỉnh và chỉnh chu thì các bạn phải thêm tất cả những cái góc cạnh của những cái bộ phận trong từng cái trường hợp cụ thể ha, những cái trạng thái của đôi mắt, cái miệng, đôi môi, trong từng cái trạng thái cảm xúc cụ thể và riêng biệt thì các bạn phải thêm vào hết. Thì khi các bạn thực hiện thì cái đó mới chuẩn, mới đẹp ha các bạn ha. Thì những cái phần đó thì chủ yếu là bên kỹ thuật Photoshop ha, các bạn phải rành Photoshop ha, thì mình hướng dẫn các bạn cơ bản chi tiết là như vậy ha, còn những phần sau các bạn phải tự tìm hiểu thêm trên mạng, trên YouTube vân vân ha. Rồi một phần nữa cũng khá quan trọng ha, đó là phần cử động. Thì các bạn thêm vào rồi, nhìn đẹp chỉnh chu như vậy rồi, thì nhưng mà không biết cử động thì như thế nào, chắc chắc các bạn cũng tự hỏi mình câu hỏi đó. Thì để trả lời câu hỏi đó thì các bạn vào đây ha, các bạn sẽ nhấn vào ha cái phần này, đây là phần kiểm tra cử động sau khi mình thêm nhân vật để coi nhân vật cử động có chuẩn không, có chính xác không ha. Thì các bạn nhấn vào phần này ha, nếu mà các bạn nhấn vào foot nghĩa là các bạn kiểm tra phần chân trước, phần arm là phần tay trước, còn phần tay cử động sao, upper là phần thân trên coi nó cử động sao, và calibration on nghĩa là tất cả các bộ phận đều cử động ha. Thì đầu tiên mình sẽ kiểm tra cái phần foot trước, foot cái chân nó cử động như thế nào trước ha, các bạn chỉ click vào nó thôi đó, các bạn thấy không, rất là nguy hiểm đó, trời ơi khủng khiếp luôn. À, bạn thấy cái chân này chưa được replace nè ha, mình sẽ chỉnh lại cái chân này.
Đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn ha, chắc chắn là sẽ có lỗi, không thể nào mà một bước mà hoàn chỉnh được. Để mình chỉnh nha, mình chỉ hướng dẫn các bạn luôn. Mình không phải click đây, left foot ha, các bạn phải kiểm tra lại coi tại sao nó chưa được thay thế. Đây các bạn phải chọn vào đây ha. Lúc nãy nó nằm đây nè ha, cái chân chân sai của mình nó nằm đây nè, buộc các bạn phải chọn vào đây và thử nhấn replace ha, chọn lại phần chân này thôi, không còn cách nào khác. Thì cái cử động mà nó rời rạc như vậy á, sẽ có cái nguyên nhân ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn ngay ha. Cái bộ phận nó không kết nối với nhau thì sẽ có nguyên nhân hết, mình sẽ chỉnh ngay ha, các bạn sẽ biết được cái thủ thuật đó, không vấn đề gì cả. Đó, các bạn xoay ngược lại. Rồi, vậy chúng ta kiểm tra thử này nó ổn chưa. Rotate hip Nó vẫn chưa thay thế các bạn. Chỉ có phần bên đây là thay thế thôi. Now knee joints and ankle joints. Mà vẫn tiếp tục thay thế ha. Khi các bạn thay thế hết tất cả các bàn chân này thì buộc nó phải sử dụng cái hình ảnh của chúng ta thôi hả các bạn ha. Tại lúc mà mình co chân lên co chân xuống nó sẽ có cái nhiều cái góc độ khác nhau và nó sẽ sử dụng những cái ha, những cái tư liệu có sẵn của nó ha, các bạn chỉ việc thay thế lại. Rồi rồi mình chạy lại thử. Đó, được rồi các bạn ha. Now knee joints and ankle joints. Rồi, tại sao cái phần cử động nó rời rạc như vậy ha, thì mình hướng dẫn các bạn luôn. Đó là do một cái phần gọi là phần điểm nóng, hay mình gọi là điểm nóng. Cái phần điểm nóng đó nó kết nối những cái bộ phận rời rạc với nhau thành một cơ thể thống nhất ha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay phần sau phần này. Đầu tiên ha, đó phần chân này của chúng ta ha, mình thấy cái điểm nóng là không ổn ha, cái điểm nóng của phần chân này là không ổn, mình kiểm tra lại. Đây, chính nó ha, điểm nóng, đây cái điểm màu đỏ mình gọi là điểm nóng ha. Đây chính là điểm không ổn mình ha. Cái điểm nóng này là cái điểm kết nối với bộ phận trước đó của nó, là cái khớp của chúng ta đó các bạn ha. Mình phải đưa cái điểm nóng này về chính xác ngay cái đầu gối để nó có thể di chuyển ha, để nó di chuyển chính xác ngay cái đầu gối và vị thế cử động của chúng ta sẽ tự nhiên kéo nó xuống đây ha, ngay cái đầu gối. Đừng chạy xa quá, nãy nằm tít trên kia là sai ha. Bên đây cũng vậy, mình kiểm tra lại coi, right right sang coi. Đây cái điểm nóng nằm tít trên đây luôn ha, bây giờ nó xuống các bạn.
Giờ nó xuống ha. Rồi mình kiểm tra lại coi sao. Rotate hip joints. Đó, đỡ hơn các bạn ha. Now knee joints. Đó. And ankle joints. Rồi tiếp theo phần dưới này ha. Đây cái điểm nóng của nó đây. Rotate hip joints. Now knee joints and ankle joints. Các bạn thấy ha, thì cái cử động trên đã rõ ràng là ngon, đã ổn hơn trước rồi ha. Nhưng khi các bạn thấy mỗi lần nhân vật chúng ta cúi xuống ha, chúng ta cong đầu gối lên á, cúi xuống hay cong đầu gối lên rõ ràng là vẫn chưa hay. Chúng ta thấy rõ là những cái bộ phận nó lại có những cái ha, những góc cạnh như vậy, thì ha thì cái đó mình sẽ hướng dẫn các bạn bên cái phần Photoshop. Đó là vì sao mình hướng dẫn các bạn là sao, là các bạn phải ha vẽ sao mà cho nó tròn. Đây những cái khớp nối này các bạn vẽ sao nó tròn ha, và khi các bạn kết nối với nhau, khi nó kéo lên kéo xuống á, thì mình sẽ thấy là cái hình tròn ở đây là nó sẽ thấy nó tự nhiên. Còn nếu không mà mình vẽ mà cái khớp nối đây mà nó hình vuông á, thì lúc mình đẩy lên cái thì nó ra nguyên cái hình vuông, chẳng hạn như đây nè, để mình cái chân nó cong lên đó các bạn, hàng nguyên cái hình vuông luôn, đó là không đẹp đúng không các bạn. Thì cái đó thuộc về cái phần Photoshop. Thì ở đây mình xin nhắc lại ha, là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cái phần mà thêm vào như thế nào, chính xác theo nghĩa đen luôn là thêm vào như thế nào thôi. Còn cái phần mà làm cho đẹp cho chỉnh chu đó là phần thuộc về Photoshop, và mình nghĩ các bạn nên ha, lên mạng ha học thêm về Photoshop, cải thiện cái Photoshop của mình nếu như các bạn muốn cho nó đẹp ha. Rồi left foot đây ha, các bạn kéo cái điểm nóng của nó về. Rồi chúng ta thử ha. Rotate hip joints. Đó các bạn thấy không, cái khớp nó ra hình vuông rồi các bạn thấy không, rất là xấu ha. Nhưng các bạn yên tâm, tại cái phần này mình có thể tùy chỉnh được, miễn cái cử động của mình nó đúng ngay chỗ của nó ha, cái cử động của mình nó đúng ngay cái khớp là được rồi. Còn cái phần này mình phải sử dụng xử lý Photoshop ha. Đó rồi mình cho toàn thân xem sao. Rồi bây giờ mình cho cái phần cơ động tay trước đi. Rotate shoulder joints. Phần tay thì đỡ hơn các bạn ha. Now elbow joints. Đó. Thì bên đây thì chưa chuẩn nè. Bên đây mình phải chỉnh lại cái điểm nóng của nó bên đây. And wrist joints. Ha, điểm nóng bên đây luôn. Cái thay này luôn, chỉnh lại điểm nóng. Ha. Rồi, tiếp theo ha, mình sẽ chỉnh lại cái điểm nóng ha. Cái điểm nóng ở đây. Rồi các bạn thấy nó nằm ship bên đây rồi. Còn kéo nó về thôi. Tương tự ha, tương tự ha, right for rim mình cũng chỉnh lại cái điểm xoay, cái điểm nóng của nó. Right arm cũng vậy luôn ha, điểm nóng là ngay bờ vai của mình ha, điểm nóng là ngay bờ vai của mình thôi, đừng có cho xa quá. Left forearm cũng vậy, thì này nãy ra mình thấy là đỡ hơn, đúng gần đúng cái vị trí chính xác của mình.
check lại ha. Đấy. Đấy. Rồi giờ mình chạy thử. Rotate shoulder joints. Đó, rõ ràng đỡ hơn các bạn thấy không? Now elbow joints. Ừ, cái này nó vẫn chưa được nè. Mình chỉnh điểm nóng hơi xa ha, phải chỉnh ngay đây mới đúng. Mình chỉnh lại cái điểm nóng cho nó phù hợp. Rotate shoulder Đó, joints. đỡ hơn các bạn ha, đỡ hơn rồi đó. Now elbow joints. And wrist joints. Rồi ha, thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong ha. Cái phần mà thêm nhân vật từ ngoài vào ha, thì mình cũng tóm tắt là như thế này ha. Thì thêm nhân vật vào từ ngoài vào thì rất là có hai cách ha, hai cách. Cách thứ nhất là mình thêm một cách chính thống ha, đó là mình thêm nhân vật vào theo cái bộ xương chuẩn của CreateTalk là nãy giờ mình đang làm ha. Những cái điểm nóng là những cái khớp cử động chuẩn của CreateTalk, mình phải kết nối những cái bộ phận chúng lại với nhau thì mình sẽ có cử động chuẩn. Còn đây mà các bạn thấy là rõ ràng là các bạn thấy sẽ có những cái đường trắng như thế này, và khi cái các bộ phận mà nó cử động với nhau nó sẽ tạo ra những cái hình vuông rất là xấu, nó không có tròn trịa như những nhân vật mà CreateTalk cung cấp sẵn. Là bởi vì sao ha? Bởi vì ha, là trong cái khuôn khổ của bài viết của cái clip này mà chỉ hướng dẫn các bạn là thêm thôi, còn mà đẹp hay không thì các bạn phải tự ha, các bạn phải tự chỉnh chu cái nhân vật của các bạn. Các bạn phải ha sử dụng Photoshop để các bạn bo tròn. Như các bạn thấy ha, những cái bộ phận của CreateTalk cung cấp sẵn chúng ta đều rất là đẹp ha, và nó đều được bo tròn các bạn. Chẳng hạn như vậy, upper ha, hand, shoe, head, trail ha, các bạn thấy rất là họ bo tròn, họ toàn là bo tròn cả. Như các bạn thấy đó, mình xem lại đó các bạn ha, đây nè, họ đều bo tròn, các bạn thấy không, họ đều bo tròn lại. Và các bạn cũng phải bo tròn những cái bộ phận của ha nhân vật các bạn như vậy thì lúc mà cử động thì nó mới đẹp ha. Thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là thêm nhân vật theo cách hai, đó là theo theo kiểu mà con rối đó các bạn, nghĩa là mình thêm nhân vật nhưng mà mình sẽ sử dụng cái bộ khung chuẩn của CreateTalk, mình sẽ tùy biến nó theo cái nhân vật của mình luôn. Bây giờ mình không có cắt ra nữa ha, theo cách cách thứ hai mình không có cắt từng bộ phận để mình ghép vào cái khung xương, mà mình sẽ đem nguyên khung xương CreateTalk mình đẩy vào cái nhân vật của mình luôn ha. Bây giờ rất là nhanh, các bạn không phải mất thời gian nhiều như vậy ha. Rồi thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào ha liên quan đến kỹ thuật Photoshop trong cái việc mà tạo nhân vật, hay là kỹ thuật CreateTalk Animator trong cái việc mà chỉnh điểm nóng hay là mình thêm các bộ phận, thì các bạn cứ mạnh dạn comment phía bên dưới cho mình. Mình biết chắc chắn là các bạn sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra ha, thì mình sẽ chắc chắn các bạn là mình sẽ giải quyết hết trong thời gian sớm nhất có thể. Và nếu như các bạn có đặt câu hỏi nào mà nó ngoài ngoài cái khả năng kiến thức của mình thì mình sẽ ha, tìm hiểu thêm trên mạng và mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất ha các bạn ha. Rồi thì chúc các bạn ha thành công với CreateTalk Animator, và chúc các bạn ha năm mới an khang thịnh vượng. Ha, mà chúng ta kết thúc ở đây.